Dạ đấy. Mướn đồ cho giữ rồi cuối cùng là sao? Mướn đồ cho giữ. Đây đi rồi. Chúng em bớt lượt dưới mưa. Mùa năm nhà bạn á. Mưa rơi cả bầu trời nắng. Em sao những đôi buồn. Nắng mưa gần càng về đắng. Giờ sao bây giờ hai nàng công chúa làm sao mà hai nàng công chúa bây giờ đi trong mưa bong bóng luôn chứ sao giờ không có ai sao không có hoàng cung được tại vì mưa sao mưa tại vì thay đồ lâu quá trời chuyển mưa thay đồ lâu quá trời mưa tại chứ Mỹ á mọi người chứ Mỹ thay 4 năm bộ đồ luôn rồi xong cái trời mưa được bộ đồ công chúa trời mưa luôn mọi người. Còn Quyền Trâm nó chờ làm tóc á, nó làm tóc nó thay kiểu tóc này tới kiểu tóc kia. Xong cái da cái xương luôn. Ủa giờ tới xả đồ hả? Đúng. Ủa cái gì vậy? Thôi không xả đồ đi. Đủ tiền rồi, đủ tiền rồi. Trời ơi, vậy mà kêu quay lại da làm chi vậy mà. Cái nào nãy nhắn, không nhắn coi nhỉ. Trời ơi, đồ ăn ta trước mặt kìa, tự nhiên đi vòng vòng. Bởi thôi nè, cứ thấy rồi. Công chúa đã thấy đồ ăn mình đây. Lát nữa giờ bà là phải sọt tay vô bụng. Em không có cái đồ sọt nữa nè. Em không có cái đồ sọt nữa nè. Không sọt đâu sọt. Cái áo của chị Mỹ đổi lại nhìn thấy thanh nè. Đúng rồi, cái đó. Cháu nãy trời giống như sư rê cô dâu vậy. Cái đó mới là cái bộ đồ của chị Mỹ bận á là dành cho những cái dáng trưởng. Còn á. Em nói giá trị không chuẩn hả? Bỏ không sao, bỏ không sao. Còn cái bộ đồ. Chị Mỹ được rồi. Đúng không? Bộ đồ của con Trâm á là bỏ con sao, nói như bỏ con sao rồi. Lộn quán rồi, lộn quán rồi. Chiến, đưa lấy chiến chiến. Xong rồi. Lộn quán rồi, quán quá rồi. Còn cái bộ đồ con Trâm á là dành cho những người bị quá khổ. Đã ông chúa kêu bỏ con sao rồi. Nhưng mà sao công chúa không có vô hoàng cung được đó nghe coi. Dạ. Sao công chúa không vô hoàng cung được? Bởi vì ba ông chúa đã su nụ con chúa rồi. Su nụ rồi. Ờ mà phụ vương đã mà không thương chúa nữa. Vô ngồi đi em đi mua. Phụ vương chưa muốn gặp con chúa. Bầu bức.